Anh em mình mới bắt được con này, không biết là con chim gì luôn. Nếu mà anh em nào có chơi chim biết thì comment cho mình biết là nó là con chim gì nha. Chim lạ quá trời, chưa gặp bao giờ. Chân móng dài lắm nha các bạn. Ai biết cho mình biết con chim gì với nha.